Một bên thì lệch, một bên thì vẹo, thế mà cũng đòi là đèn. Đèn nào mà chẳng là đèn, miễn là chiếu sáng đêm rằm Trung thu là được. Xấu? Có mà của cậu xấu ấy, cún lại còn chê mèo lắm lông nữa chứ. Của cậu xấu thì có, xấu thì nhận là xấu đi. Này này các cậu, thôi đi, có mỗi chuyện xấu đẹp cũng cãi nhau. Sao không như tớ làm sâu bưởi, đêm Trung thu đốt vừa thơm lại sáng. Ai lại chơi trò con gái như thế bao giờ? Không chơi. Đúng rồi, chơi là phải chơi đèn này chứ. Loa loa loa, dân làng Hạ nghe đây. Tối nay là tối Trung thu, quan huyện có về tham gia phá cỗ Trung thu tại làng ta. Đề nghị bà con dân làng dọn dẹp sạch sẽ đường làng, ngõ xóm và giữ gìn trật tự. Loa loa loa, thế này thì còn gì là Trung thu nữa chứ. Nghe quan về đã thấy mất vui một nửa. Chẳng thấy thoải mái gì. Rước đèn phá cỗ cho thiếu nhi, giờ có quan huyện tham gia vào, chắc chẳng được vô tư cho lắm. Làm gì mà bi quan thế, quan huyện về tham dự thì kệ chứ. Việc của mình cứ làm thôi. Thôi thôi thôi, không khéo lại ăn đòn. Chuyện nhà quan chứ đâu phải chuyện để đùa đâu. Cậu quên mất Hồng Xiêm là người thông minh à? Cháu ơi, thông minh mà gặp quan có khi ăn đòn tét đi đây. Thôi, mình tốt nhất tự chơi với nhau thôi. Dẹp, dẹp hết vào một bên đường cho quan huyện đi. Dẹp vào. Hồng Xiêm. Á, thằng danh con này, ngươi bị điếc hay sao mà không nghe thấy điều ta nói? Ta phải mang ngươi đến cho quan xử mới được. Hồng Xiêm xong rồi. Cứ để xem thế nào. Hồng Xiêm biết quan huyện mà, chắc là được tha thôi. Kẻ kia, ngươi là ai? Tại sao thấy ta, ngươi lại không tránh đường? Dạ bẩm quan lớn, cháu là học trò. Nay làng cháu có thả đèn chơi và treo đèn kéo quân đẹp quá, nên cháu không biết quan lớn tới ạ. Là học trò à? Là học trò chắc cũng là bạn của Hồng Xiêm phải không? Dạ đúng rồi ạ. Làng này ai cũng giỏi chữ nghĩa như Hồng Xiêm hết quan ạ. Chỉ có quan không học cùng nên không biết thôi. Cái cách ăn nói này không khác gì thằng Hồng Xiêm cả. Đã nhận là bạn của Hồng Xiêm lại mải xem đèn kéo quân, thì hãy làm bài thơ vịnh đèn kéo quân đi. Hay thì ta tha, dở thì ta đánh đòn. Một kẻ ăn mày, một kẻ quan, quanh đi quẩn lại cùng một đoàn. Đến khi dầu hết đèn thôi cháy, chẳng thấy ăn mày, chẳng thấy quan. Lính, soi rõ đèn vào mặt học trò này, xem nó là ai mà cả gan thế. Lật cái mặt nạ của nó lên. Hơ, lại là ngươi à Hồng Xiêm? Vâng, lại là cháu đây ạ. Quan lớn quên cả giọng cháu rồi ạ. Thôi thôi, tưởng ai, là ngươi thì thôi. Sao, ngươi định làm bản quan xa cách dân chúng à? Mau đi ra đằng sau. Này, các cậu đi đâu hết cả rồi? Lại đây để tớ bắt nào. Cứ yên đấy, cấm được chạy quanh. Không được đâu sói à. Ê, bọn tớ đang ở đâu thì còn lâu mới nói. Ở đây này, bên này này. Có giỏi thì lại đây bắt bọn tớ đi nào. Lê lê lê, đây này, mới còn sói tham ăn. À, bắt được rồi nhá. Lần này thì có chạy đằng rời. Không được, thả ta ra, hỡi con sói ra nát. Trời ạ, cái gì đây? Cái gì mà huyền náo thế? Dạ bẩm quan huyện, bọn trẻ con làng Hạ đang chơi bịt mắt bắt dê đấy ạ. Chúng nó đang la hét ầm ĩ ở đằng kia.
Lại cái bọn danh con này dám phá giấc nồng của ta. Nhân chuyến này ta phải trị bọn mắt con này một trận mới được. Quân bay đâu? Ra gọi chúng tới đây cho ta. Dạ bẩm, quan huyện cho gọi chúng con. Không biết có chuyện gì không ạ? Nghe ta hỏi đây, bây giờ là giờ gì? Dạ bẩm quan huyện, giờ là chính ngọ ạ. Vậy ta lại hỏi các ngươi, giờ ngọ buổi trưa thì con người ta sẽ thường làm gì? Ồ, dạ, ăn trưa ạ. Thế sau khi ăn trưa thì người ta sẽ làm gì? Bẩm quan, nhà con cho chó ăn ạ. Dạ, nhà con thì con đi rửa bát ạ. Trời ơi, thế sau khi ăn trưa, cho chó ăn và rửa bát xong thì người ta sẽ làm gì? Lão quan huyện này hôm nay làm sao cứ vòng vo tam quốc thế nhỉ? Có mưu đồ gì chăng? Dạ bẩm, ý quan huyện muốn nói là ngủ trưa ạ? Đúng, vào buổi trưa thì con người ta sẽ đi ngủ trưa. Biết chưa mấy đứa quỷ con này? Các ngươi không lo ở nhà mà ngủ trưa, đó là cái tội thứ nhất. Huống hồ, các ngươi lại còn ở đây nô đùa, làm mất giấc ngủ của ta, đó là cái tội thứ hai. Các ngươi đã biết tội của mình chưa? Dạ bẩm quan, con mới chỉ nghe nói đến tội chống người thi hành công vụ, chứ chưa nghe đến tội làm mất giấc ngủ của quan bao giờ. Huống hồ, chúng con không muốn ngủ trưa ạ. Quan tuy bây giờ đứng tuổi rồi, nhưng ngày xưa quan huyện cũng có một thời trẻ con. Có nói vậy, cho quan hiểu cho chứ ạ. À, đáo đệ thật, dám xỏ xiên quan huyện ta cơ đấy. Dạ bẩm quan, con nào đâu dám, mong quan đèn trời soi xét. Thôi được rồi, tội của các ngươi, nói to thì to, mà nói nhỏ thì nhỏ. Lại niệm tình lũ các ngươi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, ta tha cho, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì vậy ạ, thưa quan lớn? Hồng Xiêm phải đối được câu này của ta, nhược bằng không đối được, ta sai lính đánh mỗi đứa một hèo, đồng ý không? Vậy kính mời quan huyện ra câu đối ạ. Chơi cùng đứa dại nên bầy dại. Sao, thần đồng, có đối được không? Hay là ăn hèo của quan huyện nào? Kết mấy người khôn, học nết khôn. Đúng là thần đồng, đối chuẩn lắm. Xem ra, chỉ cần gần quan huyện ta một lúc thôi, thì dại mấy cũng khôn ra được ngay ấy nhỉ. Nhân đang vui, ta cho mấy đứa một hào mua quà vặt mà ăn. Nào, Hồng Xiêm, nhớ lời ta dạy chưa? Chơi cùng đứa dại nên bầy dại, kết mấy người khôn, học nết khôn. Giờ thì về nhà đi, đừng lêu lổng ở bãi chăn trâu chăn bò này nữa. Ha, tức quá. Ông ta bảo bọn mình là bầy dại đấy mà, khinh thường chúng mình đấy. Quan huyện thật quá đáng. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Quan huyện coi thường dân đen, hãy đợi đấy. À, lão quan huyện đây rồi. Mình sẽ làm như vậy. Ồ, mùi gì thế nhỉ bọn bây? Bẩm quan lớn, theo nô tài, mùi chắc là bay ra từ quán nước của bố con nhà Hồng Xiêm ạ. Thế thử vào xem mùi gì đấy mà thơm thế. Hồng Xiêm đấy ạ, nhanh rót cho ta bát nước nào. Dạ vâng, con chào quan huyện, xin mời quan ngồi. Hồng Xiêm, nhà ngươi đang làm gì đấy? Sao quan ngửi thấy mùi gì thơm thơm thì phải? Dạ, quan huyện đúng là mũi thính như... Hả? Dạ, thính như quan ạ, danh bất hư truyền. Mùi thơm mà quan ngửi thấy là mùi trừ tà đấy ạ. Mùi trừ tà là mùi gì? Nhanh nói ta nghe, sao lần đầu tiên ta mới nghe nói đến cái mùi này? Dạ, bẩm quan huyện, mùi này con không nói được ạ. Chỉ là chuyện mê tín của đám thảo dân chúng con thôi thưa quan. Sao lại không nói được? Nhà ngươi làm ta tò mò rồi đấy. Không nói coi chừng ta phạt heo cho bây giờ. Dạ bẩm quan lớn, chẳng dám giấu gì quan. Mùi trừ tà mà con nhắc đến chính là mùi con mực nướng trên than hồng kia đấy ạ. Ra là mùi mực nướng ạ.
Nhưng sao không nói luôn là mùi mực nướng mà lại gọi là mùi trừ tà? Dạ bẩm quan, sự là sáng nay con vừa ra trông quán cho cha con đi đưa khách sang sông, thì tự dưng lại thấy có con mực béo này trên chiếc đĩa nằm chính in ngay giữa quán. Khệnh khạng cứ như thể là được rước kiệu, như là quan không bằng. Mà làm gì bằng được như quan? Mà quan trọng là hôm nay lại là mùng 1, tự dưng lại có con mực, con nghi là điểm xui, đèn lắm. Chắc chắn thằng Hồng Xiêm này đang có mưu đồ gì đây? Để quan xem nhà ngươi dở trò gì. Hả? Có chuyện đó sao? Dạ đúng vậy ạ, thưa quan. Vì nghĩ là vận rủi, chuyện xui, nên con liền mang ngay con mực béo ấy lên nướng trên than hồng để đốt cho tàn hết cái đen đủi tà khí ấy đi. Nhưng kỳ lạ là nướng được một lúc thì con thấy có cái này trong bụng con mực ạ, thưa quan. Đâu, thấy cái gì? Nhanh cho ta xem. Bẩm quan, là đồng một hào ạ. Không hiểu vì sao nó lại ở trong bụng con mực béo nằm trên cái đĩa ở trong cái quán nhà con sáng đầu tháng ạ. Mực béo nằm trên đĩa, ám quẻ sáng đầu tháng, một hào ạ. Sao ta thấy có cái gì đấy quen quen nhỉ? Nhân đang vui, ta cho mấy đứa một hào mua quà vặt mà ăn. Nhớ lời ta dạy chưa? Chơi cùng đứa dại nên bày dại, kết mấy người khôn học nết khôn. Giờ thì về nhà đi, đừng lêu lồng ở bãi chăn trâu chăn bò này nữa. Hồng Xiêm nhà ngươi được lắm, thâm nhỏ nhỏ đít lắm. Ngươi vì ai là con mực có một hào ám quẻ quán nhà ngươi sáng mồng một hả? Dạ, con đã bảo là chuyện mê tín xua đuổi vận xui trong buôn bán của dân đen chúng con, mà con cứ ép nên con mới bất đắc dĩ kể ra, chứ con nào dám ví von gì đâu ạ. Con được quan dạy dỗ nhiều cũng phải khôn ra, biết cái gì nên nói, cái gì không nên chứ ạ. Mong quan minh xét. Người... Dạ bẩm, quan uống miếng nước cho mát ạ. Con trông quan có vẻ đang bốc hỏa. Không nước non gì hết, đi về. Ơ quan, chờ ăn con mực một hào này đã hẵng về. Con nướng xong rồi đây, thơm lắm quan ạ. Thù này không trả, ta không làm quan huyện.